Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, chúng ta đã bước sang giai đoạn 3 của cuộc chiến chống COVID-19. Việc Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố dịch bệnh COVID-19 trên toàn quốc và cách ly toàn xã hội nhằm tăng thêm tinh thần trách nhiệm của các lực lượng chống dịch trên từng địa bàn, trong từng ngành, từng cấp chính quyền và quan trọng hơn cả, đó là để người dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc tham gia phòng chống dịch. Bởi trong cuộc chiến này thì mỗi người dân đều phải là một chiến sĩ và cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Tỉnh Hưng Yên đã có những động thái như thế nào trong thời gian này? Mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần tổng hợp của biên tập viên Thanh Vân. Hưng Yên xung trận cùng cả nước chống COVID-19. Từ những ngày đầu bước vào cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, Hưng Yên đã luôn quyết liệt qua giai đoạn 1 và 2 cho đến hiện tại cùng cả nước bước vào giai đoạn khó khăn nhất, giai đoạn 3. Hưng Yên đã xung trận với tinh thần quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị số 45 để quán triệt thực hiện theo lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung cho công tác chống dịch đạt hiệu quả cao nhất. Từ người lãnh đạo đứng đầu là Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn bám sát diễn biến của dịch cũng như kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để có những chỉ đạo kịp thời nhằm ngăn chặn dịch không lây lan ra cộng đồng. Các hoạt động của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thể hiện sự chuẩn bị trước một bước để không bị động trong chiến dịch này. Gần 100 văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh với nội dung chỉ đạo sâu sát trên tinh thần quyết tâm, nhanh chóng và quyết liệt trong phòng chống dịch. Sáng ngày 2 tháng 4, Bộ Y tế công bố thêm những ca mắc dương tính trong toàn quốc, trong đó có ca bệnh 219 là người của Tân Quang, huyện Văn Lâm. Ngay lập tức, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã có cuộc họp khẩn cấp với Ban chỉ đạo huyện Văn Lâm chỉ đạo công tác khoanh vùng và lên các phương án dập dịch, ngăn chặn không để dịch lây lan ra diện rộng. Các trạm soát kiểm soát dịch bệnh ấy, ở thôn ấy là yêu cầu là không để cho người lạ đến thôn, các ngành đoàn thể rồi đảng tập trung vận động, tuyên truyền để nhân dân yên tâm, bình tĩnh, tự tin. Rồi cán bộ từ công an đến quân sự, rồi ngành y tế, rồi cán bộ công chức của huyện phải tập trung cao cái lãnh đạo chỉ đạo này và có một trách nhiệm cao nhất, làm một cách quyết liệt và chặt chẽ nhất theo quy trình của Bộ Y tế. Ngay sau đó là quyết định số 918 của Ủy ban Nhân dân tỉnh do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ký để thực hiện nhanh chóng bài bản theo đúng quyết định 904 của Bộ Y tế. Và chúng tôi đã triển khai khám bệnh tại nhà văn hóa thôn Trí Trung, trung tâm y tế huyện và đã cử 2 cán bộ y tế, 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng để tổ chức thực hiện khám chữa bệnh, sơ cấp cứu và thường trực 24/24, đảm bảo đủ cung ứng thuốc cho trạm y tế xã và mở cổng thanh toán bảo hiểm y tế ngay tại trạm y tế xã, địa bàn thôn Trí Trung để đáp ứng với nhu cầu khám chữa bệnh. Ngoài cái việc mà những cái đối tượng mà có nguyên cơ liên quan đến các cái đối tượng cách ly về dịch thì còn những cái bệnh khác, mãn tính khác thì chúng tôi cũng tổ chức thực hiện khám và điều trị ngay tại thôn. Và bây giờ, để biết thêm về tình hình người dân trong thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tôi sẽ kết nối với anh Nguyễn Huy Nhận, cán bộ văn hóa xã Tân Quang, người phụ trách quản lý tại thôn Chí Trung hiện nay. Anh có thể cho biết là khi mà biết thông tin là ở thôn có dịch thì là mọi người tâm lý như thế nào không ạ? Sau khi có lệnh cách ly và có cái sự tuyên truyền ấy thì là bà con là cũng có phần yên tâm. Và đến ngày hôm nay thì về cơ bản thì là đã ổn định, bởi vì là ở trên này đã có cái siêu thị Intermex thì đã về cung cấp nhu yếu phẩm tại khu vực nhà văn hóa, cho nên là cũng tạm ổn. Chúng tôi khó khăn nhất là quản lý cái số công nhân đang làm trong khu nghiệp và hiện tại là đang trong vùng cách ly đấy, khó khăn nhất đấy. Vâng, xin được ơn anh ạ. Cả nước Việt Nam nói chung và người dân Hưng Yên nói riêng đang trải qua thời điểm đáng nhớ, đó là 15 ngày cách ly toàn xã hội. Hôm nay, sau 5 ngày thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 09 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hưng Yên đã thành lập gần 800 tổ phòng chống dịch và các chốt dịch kiểm tra y tế tại tất cả các thôn, xã trong địa bàn toàn tỉnh. Việc này thể hiện sự quyết tâm tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh ấy, chúng ta vẫn phải duy trì hàng hóa lưu thông, sản xuất an toàn, nhất là hàng thiết yếu. Bảo đảm việc làm việc tại nhà bình thường, chất lượng công việc tốt. Trong chỉ thị 16 vừa ban hành cũng đặt vấn đề, đó là hiệu lực trong vòng 15 ngày. Đây là khoảng thời gian vàng để hạn chế tối đa việc lây nhiễm ra cộng đồng, vấn đề một số nước đang vấp phải. Và nếu chúng ta không cương quyết việc này, thì hậu quả khôn lường đối với sức khỏe cũng như tính mạng.
Việc lập các chốt kiểm tra phòng dịch mang ý nghĩa là giữ khoảng cách trong xã hội để đối phó với tình huống nguy hiểm, tình huống bùng phát dịch bệnh. Giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng không phải là ngăn cấm giao thông, cũng không phải là phong tỏa xã hội mà chỉ hạn chế giao thông. Vấn đề này được thể hiện trong thông báo số 104 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và phục vụ các khu vực cách ly nhằm ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Mặc dù vậy, thực tế ngay tại thành phố Hưng Yên thì những cửa hàng kinh doanh hàng hóa không thiết yếu vẫn mở cửa hoạt động. Điều này làm ảnh hưởng đến sự nghiêm túc trong thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ và chỉ thị 09 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó, một số người dân còn chưa hiểu rõ tầm quan trọng của việc cách ly toàn xã hội nên vẫn mặc nhiên tụng 5 tụng 3 và không đeo khẩu trang. Những vấn đề này, người dân cần phải lưu ý để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là số nhỏ, còn cơ bản là mọi người đều chấp hành và tin tưởng vào chính phủ, chính quyền địa phương. Dân nên là chúng tôi kiểm tra là có cái ý thức rất là tốt, không có một cái trường hợp nào là chống đối lại về những cái hành vi hoặc là gây rối cả ở trên cái chốt của chúng tôi. Sau khi tôi được biết cái chỉ thị số 16 của chính phủ và chỉ thị số 09 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, các cái nội dung là rất là sát thực để phòng chống cái dịch bệnh COVID-19. Chúng tôi là những người cao tuổi hiện nay đang nghỉ hưu, thì trước hết là tuyên truyền cho nhân dân khu phố mà trực tiếp là gia đình thực hiện tốt các cái nội dung trong đó, đặc biệt là nội dung là tránh tiếp xúc đông người. Chúng tôi thường xuyên ở nhà và vận động các thành viên trong gia đình ở nhà để tránh lây dịch bệnh trong cái dịch này, và thực hiện tốt được hai chỉ thị này, tôi tin rằng cái dịch bệnh COVID-19 sẽ đẩy lùi được cái dịch bệnh trong cái dịp tới. Xã hội chậm lại, nhưng những người làm công tác phòng chống dịch, các lực lượng chính quyền, các cấp phải tăng tốc hơn, quyết liệt, liên tục hơn nữa, khẩn trương hơn nữa. Trong bối cảnh đại dịch toàn cầu này, các cấp các ngành cần thay đổi trong tư duy, phương pháp làm việc hơn nữa. Đó là điều Thủ tướng Chính phủ đã nói. Và Hưng Yên quyết tâm xung trận cùng với cả nước, quyết thắng trong trận chiến quan trọng này bằng những vũ khí đó là chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của các cấp chính quyền cùng với ý thức và sự đồng lòng của người dân.